Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vinitix của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể đăng ký một tài khoản của Microsoft. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu tài khoản Microsoft là gì. Khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn đã có quyền truy cập tất cả các dịch vụ cao cấp của Microsoft. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong số này thì bạn đã có tài khoản của Microsoft. Có nghĩa là với tài khoản Microsoft, chúng ta có thể đăng nhập được vào các dịch vụ như sau: Outlook.com, Office, Skype, OneDrive, Xbox, Bing, Microsoft Store, Windows hoặc MSN. Như vậy chỉ với một tài khoản Microsoft, chúng ta có thể sử dụng rất nhiều dịch vụ của Microsoft. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tài khoản Microsoft như sau. Đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào địa chỉ https://www.microsoft.com. Và đây là giao diện của website Microsoft.com. Sau đó các bạn sẽ kéo xuống ở phía dưới để chúng ta lựa chọn ngôn ngữ là tiếng Việt. Ở đây tôi đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt ở đây. Sau đó chúng ta sẽ click vào biểu tượng đăng nhập ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ click vào mục tạo tài khoản. Sau đó chúng ta sẽ nhập địa chỉ email ở đây. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng số điện thoại để đăng ký một tài khoản. Ở đây tôi sẽ sử dụng email. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục tiếp theo. Sau đó chúng ta sẽ nhập mật khẩu để mở. Và các bạn phải nhớ mật khẩu này để chúng ta có thể đăng nhập lần sau. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục tiếp theo. Ở đây chúng ta sẽ nhập họ. Và click vào mục tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn quốc gia, vùng lãnh thổ và ngày tháng năm sinh. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục tiếp theo. Sau đó chúng ta sẽ xác minh email bằng cách chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản email này. Và chúng ta sẽ lấy mạng. Đây chính là email xác minh tài khoản. Sau đó chúng ta sẽ nhập mã xác minh ở đây. Chúng ta chọn tiếp theo. Tiếp theo chúng ta phải xác minh chúng ta không phải là robot. Chúng ta sẽ click vào mục tiếp theo để trả lời một số câu hỏi. Và như vậy chúng ta đã đăng ký thành công một tài khoản Microsoft. Sau đó chúng ta sẽ click vào biểu tượng đăng nhập ở đây. Chọn tài khoản Microsoft của tôi. Tại đây chúng ta có thể thay đổi mật khẩu hoặc xem thông tin của bạn. Chúng ta sẽ click vào đây. Và để bảo mật cho tài khoản của chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới để cập nhật số điện thoại. Chúng ta sẽ chọn chỉnh sửa thông tin tài khoản. Và chúng ta sẽ click vào địa chỉ email của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ vào địa chỉ email để nhập lại mã xác nhận. Chúng ta sẽ sao chép mã xác nhận ở đây. Và chọn xác nhận. Sau đó chúng ta có thể tải ứng dụng dành riêng cho điện thoại thông minh để đăng nhập mà không cần mật khẩu. Thuận tiện và an toàn hơn. Ở đây tôi sẽ chưa sử dụng.
Tiếp theo chúng ta sẽ thêm số điện thoại ở đây. Chọn thêm số điện thoại. Và chúng ta sẽ nhập ở đây. Và chúng ta sẽ click vào mục tiếp theo. Sau đó một mã xác nhận sẽ được gửi về số điện thoại mà chúng ta vừa cung cấp. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tài khoản Microsoft này để đăng nhập vào OneDrive. Như vậy khi truy cập vào OneDrive, tài khoản của chúng ta vẫn đang duy trì trạng thái đăng nhập ở đây. Với tài khoản OneDrive này, chúng ta sẽ có dung lượng 1TB để chúng ta lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng các ứng dụng của OneDrive ở đây. Ví dụ như Outlook, OneDrive, Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, ToDo, Link hoặc là Skype. Hoặc chúng ta có thể click vào mục tất cả ứng dụng ở đây. Sẽ có rất nhiều ứng dụng mà chúng ta có thể sử dụng được. Như vậy chúng ta có thể lưu trữ dữ liệu của chúng ta ở trên này. Ví dụ như lưu trữ hình ảnh, kho lưu trữ cá nhân sẽ bảo vệ dữ liệu của chúng ta được an toàn hơn. Hoặc chúng ta cũng có thể click chuột phải, chọn mới ở đây. Có thể là tạo thư mục, tạo tài liệu Word, v.v. ở đây. Hoặc tải lên. Tải lên chúng ta có thể click ở đây. Có thể tải tệp hoặc thư mục, v.v. Tiếp theo chúng ta có thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft Office. Office.com ở đây. Và Enter. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục Sign ở đây. Để đăng nhập. Chúng ta sẽ nhập địa chỉ email. Như vậy chúng ta đã đăng nhập ở đây. Tại đây chúng ta có thể sử dụng các ứng dụng như Word, Excel, PowerPoint, Outlook, v.v. ở đây. Rất nhiều ứng dụng. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng tài khoản Microsoft này để đăng nhập vào Microsoft Store. Như các bạn biết, ở trên hệ điều hành Windows 10, chúng ta có thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft Store như sau. Các bạn sẽ nhấn phím Windows và chọn Microsoft Store ở đây. Tại đây chúng ta có thể tải và cài đặt các phần mềm vào Microsoft Store. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục Sign ở đây. Chọn Sign. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập email để đăng nhập vào tài khoản của Microsoft. Chọn Net. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu và nhảy vào Sign In. Chọn Net. Như vậy chúng ta đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft ở đây. Tại đây chúng ta có thể tải các ứng dụng giống như CH Play đối với hệ điều hành Android hoặc App Store đối với hệ điều hành iOS. Và như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký một tài khoản Microsoft để chúng ta có thể sử dụng được rất nhiều ứng dụng của Microsoft nhờ đây. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.